Xin chào tất cả anh chị, em là Phương Hoa đang phụ trách thị trường bất động sản tại Vân Đồn. Hôm nay em Hoa mong muốn làm một đoạn video để chia sẻ với anh chị những thông tin chính về nhà phố biển trục kinh doanh xương sống Vân Đồn lần đầu tiên ra mắt trên thị trường với tên gọi là Sonasi Silpat, thuộc quần thể khu nghỉ dưỡng Sonasi Vân Đồn Harbour City của chủ đầu tư CEO Group. Trước tiên là về vị trí của khu nghỉ dưỡng Sonasi Vân Đồn Harbour City. Khu nghỉ dưỡng của mình sẽ nằm ngay tại mặt biển bãi dài của Vân Đồn. Đây là một trong những đường bờ biển đang được coi là đẹp nhất của Vân Đồn, với bãi cát thoải, trắng và nước biển trong xanh màu ngọc bích. Và với vị trí của dự án có thể dễ dàng kết nối giao thông thuận tiện bằng cả 3 loại hình, đó chính là cao tốc, cảng hàng không quốc tế và cảng biển quốc tế. Vị trí của khu nghỉ dưỡng mình thuộc Vân Đồn. Vân Đồn là một trong 3 khu kinh tế đặc biệt của Việt Nam đang được đầu tư mở rộng về cơ sở hạ tầng, phê duyệt các chính sách cực kỳ tốt. Ví dụ như thời điểm vừa rồi là triển khai xây dựng cao tốc Vân Đồn Móng Cái, mở rộng trục đường 334 chạy ngang qua khu nghỉ dưỡng, tiếp tục triển khai thi công trục đường 58m là trục đường xương sống. Bởi vậy, các sản phẩm bất động sản thuộc khu nghỉ dưỡng Sonasi Vân Đồn Harbour City sẽ có dư địa phát triển tốt khi cơ sở hạ tầng ở Vân Đồn hoàn thiện và đồng bộ. Về kết nối vùng của dự án, từ dự án Sonasi Vân Đồn Harbour City có thể dễ dàng kết nối đến sân bay quốc tế Vân Đồn với 15 phút di chuyển, cách Hạ Long 45 phút, cách cửa khẩu Móng Cái 50 phút, cách Casino Vân Đồn 10 phút, cách cảng Cái Rồng 15 phút, cách chùa Cái Bầu 5 phút và cách đền Cửa Ông 20 phút. Vị trí dự án thuận tiện để di chuyển và thuận lợi để phát triển du lịch trong nước và quốc tế. Tiếp theo, em Hoa sẽ đi vào phân tích chi tiết hơn về dãy nhà phố biển Sonasi Silpat. Yếu tố đầu tiên, đây chính là dãy nhà phố biển lần đầu tiên ra mắt tại khu nghỉ dưỡng đồng bộ tiện ích cao cấp bậc nhất tại Vân Đồn. Tại thị trường Vân Đồn trước giờ thì phần đa triển khai mở bán là những dự án về đất nền phân lô. Đây chính là khu nghỉ dưỡng đầu tiên mà đồng bộ về tiện ích cao cấp và có các đơn vị quản lý chỉn chu của nước ngoài. Đây chính là một trong những cái điều kiện cực kỳ thuận lợi để giúp thu hút được những nguồn khách du lịch cao cấp, khách du lịch quốc tế đến với khu nghỉ dưỡng Sonasi Vân Đồn Harbour City của mình, và từ đó giúp cho dư địa tăng giá và khai thác kinh doanh của các căn nhà phố biển rất tốt khi cả quần thể dự án đồng bộ và đi vào hoạt động. Điểm số 2, căn nhà phố biển nằm tại vị trí trực tâm và 100% các căn đều nằm tại trục đường xương sống huyết mạch của Vân Đồn. Như anh chị đang nhìn thấy trên màn hình, vị trí em đang di con trỏ chuột chính là vị trí của dãy nhà phố biển Sonasi Silpat. Các căn nhà phố biển nằm ngay tại vị trí trực tâm của cả một quần thể khu nghỉ dưỡng là 358,3 ha. 100% các căn đều nằm trên mặt đường lớn và có hai mặt tiền. Các căn nhà phố đều bán theo hai trục đường xương sống của quần thể dự án, chính là trục đại lộ O Chạt là trục đường bao biển thông xuyên suốt Vân Đồn Hạ Long, và trục đường 20,5 m là tuyến đường kết nối hơn 1.000 tiện ích nằm trong khu du lịch giải trí thể thao biển Sonasi Vân Đồn Harbour City. Các căn nhà phố dễ dàng kết nối với tiện ích nội và ngoại khu của dự án và có dư địa tăng giá khi thông toàn tuyến đường bao biển từ Hạ Long đến Vân Đồn. Các căn nhà phố biển có vị trí không thể nhân bản và số lượng có sự giới hạn. Khi dãy nhà phố biển kéo dài khoảng 1,1 km và chỉ có duy nhất 340 căn sẽ phục vụ cho hơn 10.000 phòng khách sạn và biệt thự làm dịch vụ lưu trú. Và yếu tố thứ ba chính là các căn nhà phố đa dạng về mục đích sử dụng, vừa là một ngôi nhà thứ hai, vừa để ở kết hợp với kinh doanh. Các căn nhà phố nằm tại Vân Đồn với các chính sách đặc biệt riêng của khu kinh tế Vân Đồn như ưu đãi về thuế, miễn visa cho người nước ngoài trong 30 ngày, kinh doanh đa ngành nghề và cho người nước ngoài thuê được dài hạn, giúp tối ưu tỷ suất lợi nhuận từ việc khai thác kinh doanh. Trên màn hình, em đang tóm gọn lại những thông tin tổng quan về dãy nhà phố Sonasi Silpat với vị trí nằm trên mặt đường bao biển Vân Đồn và tuyến phố đi bộ dài 1,1 km, diện tích từ 100 cho đến 160 m2 với mặt tiền 5 m và xây dựng từ 3,5 cho đến 4 tầng. Hình thức bàn giao là thô hoàn thiện mặt ngoài và dự kiến sẽ bàn giao vào quý 3 năm 2023. Về chính sách bán hàng, dự kiến sẽ có hai hình thức thanh toán. Thứ nhất, thanh toán theo tiến độ trong vòng 24 tháng. Thứ hai, thanh toán dùng đòn bẩy của ngân hàng với hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng. Anh chị cần hỗ trợ chuyên sâu, tư vấn về thông tin của dự án cũng như là liên hệ để được book căn, hãy gọi điện cho em Hoa theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Em Hoa cảm ơn anh chị đã dành thời gian đón xem đoạn video. Xin chào và hẹn gặp lại!